Chào cả nhà, mình đến từ Dược liệu Hải Đăng. Vâng, một cái cây mà muốn giới thiệu với các bạn, đây nó có rất là nhiều tác dụng, nó vừa làm rau này, nó vừa làm thuốc được. Đó là cây có tên là cây sâm cóc, hay còn có tên khác là cây xuyên phương lam, hay còn là cây xuyên tam thất. Cái cây sâm cóc này thì có nguồn gốc từ Trung Hoa, du nhập vào Việt Nam khá là lâu rồi. Nó là một dòng cây thân cỏ các bạn. Đây các bạn nhìn đây, biết là nó là cái dòng cây thân cỏ. Nó sống nhiều năm, có phần rễ phát triển thành củ. Đây là cây giống nhá. Đấy. Nhưng sau này cây to thì cái phần rễ nó phát triển thành rất là nhiều củ. Và cái tác dụng chữa bệnh là cũng ở trong cái củ này, củ của cây sâm cóc. Và cây sâm cóc này được trồng thành công ở rất nhiều nơi rồi. Mình giới thiệu sơ qua về cái đặc tính của cái cây sâm cóc. Cây sâm cóc là cái cây sống nhiều năm. Khi trưởng thành thì thân cao tầm độ khoảng hơn 1 mét. Thân cây thì nó không có lông nhé. Đấy. Lá màu xanh lục. Hoa của cây thì sẽ có từ tháng 7 đến tháng 9, hoa có màu vàng. Nhìn hoa thì rất giống hoa của cây bồ công anh. Quả thon dài thì hình trứng. Củ của quả sâm cóc thì có tính cay đắng, vị hơi ngọt và nóng. Có thơm mùi vị của sâm hoặc là củ sắn, sắn non ấy. Để thu hoạch củ sâm cóc thì chúng ta thu hoạch ở tháng 10 đến tháng 12 trong năm. Cách sơ chế sâm cóc thì chúng ta ngâm sâm cóc trong nước khoảng 60 phút, sau đó ủ trong khoảng 10 đến 12 tiếng cho mềm. Tiếp theo chúng ta thái nhỏ sâm cóc thành lát mỏng và phơi khô. Thái mỏng thành lát và ngâm với rượu với tỷ lệ 1 phần 2. Sau đó hơ trên lửa nhỏ cho đến khi chuyển sang màu đen để nguội và dùng dần. Có rất nhiều cách chế biến sâm cóc. Và chúng ta có một cái lưu ý như này nhé, sâm cóc là vị thuốc nhưng mà chúng ta cũng không nên lạm dụng quá nhiều. Chúng ta tránh dùng sâm cóc cho phụ nữ cho con bú, trẻ sơ sinh, người bị thiếu máu. Đây là cây giống sâm cóc tại nhà vườn Hải Đăng. Nếu các anh chị có nhu cầu thì có thể qua trực tiếp vườn tại địa chỉ ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Các số điện thoại liên hệ là 0966 446 329 và 0972 917 280.